xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. ngay sau đây là nội dung chi tiết xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. ông Pralad Jani từ lâu nổi tiếng khắp bang Gujarat phía tây Ấn Độ vì tuyên bố được một nữ thần ban phước từ nhỏ giúp mình có thể sống sót mà không cần ăn uống gì. theo lời Jani, ông sinh vào tháng 8 năm 1929 nên năm nay 91 tuổi ông sống ở làng Charada, bang Gujarat và dành cả cuộc đời để tập yoga và thiền định. Vị tu sĩ cho biết bí quyết của ông nằm ở việc thiền định. Ông tin rằng chính sự tập trung tinh thần đã cung cấp cho ông nguồn năng lượng để tồn tại. Rất nhiều cuộc kiểm tra y tế đã được thực hiện trên ông Jani. Trong số các nhà khoa học từng nghiên cứu về trường hợp của ông có cả cựu Tổng thống Ấn Độ, APJ Abdul Kalam. Các cuộc thử nghiệm cũng được tiến hành trên các loài thực vật tại nơi ở của ông. Tuy nhiên, giới khoa học và các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho lối sống đặc biệt này. Năm 2010, Viện Sinh lý học và Khoa học Đồng minh Quốc phòng TIPAS và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ DRDO đã thực hiện một nghiên cứu quan sát trên ông Jani. Ông được theo dõi chặt chẽ trong môi trường cách ly nghiêm ngặt và được giám sát bằng video liên tục trong 15 ngày. Các chuyên gia đã tiến hành chụp MRI, siêu âm, chụp x-quang và cho ông tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dưới sự giám sát liên tục các xét nghiệm lâm sàng, sinh hóa x quang và các xét nghiệm liên quan khác cũng được thực hiện định kỳ. Kết luận của nghiên cứu cho thấy, ông Gianni có khả năng thích nghi cực độ với việc nhịn ăn và hạn chế nước uống, bằng chứng là nồng độ leptin và ghrelin trong huyết thanh đã được ước tính. Hôm 26 tháng 5 mới đây, ông Gianni qua đời do tuổi già. Một hàng xóm của cụ ông này cho biết, ông được đưa đến bệnh viện lúc nửa đêm nhưng các bác sĩ nói ông đã chết. Thi thể của ông Gianni được đưa tới Ambazi, một thị trấn nổi tiếng với những ngôi đền và là nơi ông xây dựng tu viện nhỏ. Hàng xóm của ông Gianni cho hay, thi thể sẽ được giữ lại tại tu viện trong hai ngày tới để mọi người tới thăm viếng ông lần cuối. Tới 28 tháng 5, ông Gianni sẽ được hòa táng, hàng xóm của ông Gianni cho hay. Theo thông tin, cảnh sát New York được gọi đến một ngôi nhà tại Sunshine, khu phố Yên Tĩnh ở phía tây quận Queens. Erika Kranler cho biết phát hiện bạn cùng phòng, McKinley đã tử vong trong phòng ngủ. McKinley là nhà tội phạm học làm việc cho lực lượng cảnh sát hình sự thành phố New York, Mỹ. Ở hiện trường án mạng, cảnh sát thấy thi thể khỏa thân của Michael Lee bị trói vào giường bằng sợi dây đen quanh cổ tay. Một con dao nhô ra từ cổ của cô, phần hộp sọ trên mặt dập nát, một thanh sắt nằm trên sàn và một vết bỏng do sắt nung nóng xuất hiện giữa ngực của Michael Lee. Hung thủ còn rạch dao ở bụng và một phần của nạn nhân. Cái chết khủng khiếp của nữ cảnh sát Michael đã gây chấn động dư luận. Các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hung thủ đã đột nhập hay phá cửa để xông vào, nên rất có thể Michael quen biết kẻ tấn công. Michael quen biết kẻ tấn công cô và mở cửa để hắn vào nhà. Đồ đạc còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu sâu sát. Một điểm bất thường ở hiện trường vụ án mạng là mặc dù cơ thể Michael có nhiều thương tích nặng nhưng rất ít vết máu xuất hiện gần thi thể. Ngoài ra, không người hàng xóm nào nghe thấy tiếng la hét từ căn hộ của cô. Kiểm tra thùng rác trong căn hộ, nhóm điều tra phát hiện miếng giấy chứa tinh dịch. Các thám tử tin rằng mẫu tinh dịch vẫn còn mới vào khoảng thời gian Michael bị giết. Dựa trên cuốn nhật ký của Michael được tìm thấy ở hiện trường, cảnh sát phát hiện cô có quan hệ tình ái bí mật với một người đàn ông tên là Gary. Michael viết rất nhiều về Gary, bày tỏ tình yêu và mong muốn trở thành bạn gái của anh ta. Gary xác nhận anh ta là người yêu của Michael và họ đã chia tay rồi tái hợp vài lần. Họ thường xuyên quan hệ tình dục theo phong cách bạo dâm. Michael từng chi tới 5.000 đô la Mỹ để Gary trị ung thư. Tuy nhiên, theo Gary, trong vài tuần trước khi Michael chết, anh ta đã yêu cô gái khác và không gặp hay liên lạc với cô. Vào khoảng thời gian gần thời điểm Michael tử vong, Gary khai rằng anh ta đi chơi cùng bạn gái mới ở quận Manhattan. Bạn gái mới của Gary xác nhận lời khai của anh ta. Ngoài ra, Gary còn cho cảnh sát xem bằng chứng Michael gọi tới số điện thoại của anh ta vào dạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2009. Gary cũng đồng ý cung cấp mẫu ADN cho cảnh sát. Kết quả khám nghiệm tử thi Michael cho thấy cô tử vong vì ngạt thở. Tất cả vết thương khác xuất hiện sau khi cô đã chết. Thực thể ấy khiến các nhà điều tra sửng sốt vì họ không hiểu lý do khiến hung thủ hành xử dã dạ man với tử thi. Họ biết rằng hắn có rất nhiều thời gian để xóa dấu vết và dàn dựng hiện trường hòng đánh lừa cảnh sát. Dựa trên giả thuyết rằng kẻ sát nhân đang cố gắng qua mặt cảnh sát, các thám tử quay trở lại với người tình của Michael, Gary, xin lệnh kiểm tra hồ sơ điện thoại của anh ta để xác nhận lại bằng chứng ngoại phạm. Nhiều đó, họ phát hiện Gary thực ra đã nhận cuộc gọi từ Michael lúc gần 4 giờ ngày 26 tháng 4 nhưng không nhận khi đang ở Manhattan như anh ta và bạn gái hiện tại đã khai với cảnh sát. Thay vào đó, Gary nhận cuộc gọi khi đang ở Nghĩa Trang, Canvari, cách căn hộ của Michael không xa. Lời khai gian dối khiến các thám tử mất rất nhiều thời gian tìm kiếm dữ liệu camera giám sát. Sự kiên nhẫn được đền đáp khi Saman nhìn thấy Michael trên video trước cửa một hiệu thuốc ở góc phố. Một người đàn ông xuất hiện trên màn hình ngay sau đó. Họ dừng lại nói chuyện rồi đi về phía tòa nhà của Michael. Người đàn ông trong video là Gary với bằng chứng ngoại phạm vừa bị bác bỏ, anh ta trở thành nghi phạm số 1 của cảnh sát. Khi bị cảnh sát bắt, Gary thừa nhận hắn bị đặt chuyện mắc ung thư để moi tiền của Michael. Một số người bạn của Michael nói cô đã cố gắng lấy lại tiền từ Gary nhưng hắn liên tục hoãn trả nợ. Michael quyết không buông xuôi, có lẽ đó là động cơ để Gary đoạt mạng cô. Gary bị buộc tội giết người cấp độ 2 nhưng sau đó nhận tội nhẹ hơn là ngộ sát và giả mạo bằng chứng. Theo thỏa thuận nhận tội, anh ta phải thú nhận đầy đủ trước tòa. Gary khai có sở thích quan hệ tình dục theo kiểu bạo dâm với nạn nhân. Quấn đầu cô bằng màng bọc thực phẩm là lý do hiện trường vụ án có quá ít máu. Bạn gái của Gary thừa nhận đã nói dối về nơi ở của anh ta vào tối đó. Tháng 6 năm 2010, Gary bị kết án từ 29 đến 37 năm tù. Đối mặt với gia đình nạn nhân, Gary không đưa ra lời giải thích nào về nguyên nhân sát hại Michael. Đài CBS News đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ Darien Upan 21 tuổi và Salene L 20 tuổi sau khi nhận được thông tin về việc cặp đôi này cố gắng bán đứa con của mình. Theo đó, cảnh sát nhận được tin báo từ một người quản lý khu cắm trại ở hạt Benton về hành vi ngược đãi trẻ vị thành niên và cố ý bỏ con. Người này cho hay vợ chồng nhà Upan đã ký vào một lá thư trao quyền nuôi con cho Cody Martin để đổi lấy một khoản tiền. Đôi vợ chồng tuyên bố sẽ không có gì thay đổi suy nghĩ của cả hai và họ cũng không bao giờ liên lạc với đứa trẻ nữa là thư cặp đôi ký tên với nội dung Tôi, Darien Upan và Salene L sẽ chuyển nhượng cho Crawford, đứa con trai của chúng tôi, với giá 1.000 đô la Mỹ vào ngày 21 tháng 9 năm 2024. Các nhân chứng khác cho biết, Ricky Crawford, một người sống cùng khu cắm trại với gia đình nhà Upan, cũng ký vào một lá thư từ con với đôi vợ chồng trẻ này. Theo lời các nhân chứng, Crawford đã nhận đứa trẻ và trả cho vợ chồng Upan vài lon bia. Crawford thừa nhận đã nhận đứa trẻ từ tay vợ chồng nhà Upan và mang đến trao cho Martin về phần Martin, anh cho biết El nói với mình rằng vợ chồng họ không thể nuôi cùng lúc ba con chó và một đứa trẻ. Một người phụ nữ nói với phía cảnh sát rằng El đã đến gặp cô vào đầu buổi tối hôm đó để xin bia và nói rằng em bé có mùi giống như axetoniac và phân tã của em bé cũng đầy chất thải. Cô đã thay tã cho em bé và thấy bé bị phát ban nặng, phồng rộp và sưng tấy ở mông và bộ phận sinh dục. Người phụ nữ này còn khẳng định bà nhìn thấy lông chó trong tã của em bé. Uban và l đều bị bắt và được tại ngoại với số tiền 50.000 đô la. Theo hồ sơ nhà tù, Uban dường như đã được thả, trong khi l vẫn bị giam giữ. Em bé hiện đang được sở dịch vụ nhân sinh Arkansas chăm sóc. Vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại California, Mỹ. Theo đó, một người đàn ông Mexico tên là Marcelino, 36 tuổi, sinh sống tại California, đã bị bắt vì tội bán cô con gái mới 14 tuổi để đổi lấy tiền, bia, thịt và sau đó đã gọi cho cảnh sát khi không nhận được số đồ này. Cảnh sát Greenfield cho hay, Marcelino vờ như không có chuyện gì xảy ra khi bán con gái cho Galindo 18 tuổi để đổi lấy 16.000 đô la Mỹ, 160 hộp bia, 100 hộp soda, 50 hộp nước ngọt, hai chai rượu và 6 hộp thịt. Cô bé 14 tuổi được đưa tới chỗ của Galindo, nhưng khi Marcelino không nhận được số đồ trên như đã hứa, mà Martinez đã gọi cho cảnh sát Greenfield để nhờ đòi lại con gái. Sau một cuộc điều tra, cô bé đã được trở về nhà an toàn, còn ông bố Marcelino và Galindo đã bị tạm giam. Giới chức Nepal hôm chủ nhật 29 tháng 9 thông báo, tính đến tối ngày 29 tháng 9, số người thiệt mạng do mưa lũ và lở đất đã tăng lên 151 người. Một số khu vực ở Kathmandu có lượng mưa lên đến 322,2 mm, khiến mực nước sông Pamati dâng cao vượt mức nguy hiểm đến 2,2 m. Theo báo cáo lũ lụt đã khiến giao thông và hoạt động khác bị đình trệ ở thung lũng Kathmandu, nơi có 4 triệu dân đang sinh sống. Ít nhất 37 người đã thiệt mạng tại khu vực này. Chính phủ Nepal đã quyết định đóng cửa các trường học trong 3 ngày để bảo đảm an toàn cũng như khắc phục hậu quả, trong khi công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Hình ảnh được truyền thông chia sẻ cho thấy lực lượng cứu hộ đang dùng cuốc và xẻng để dọn bùn đất sau khi tìm thấy 16 thi thể hành khách từ hai chiếc xe buýt bị cuốn trôi do trận sạt lở xảy ra tại một địa điểm trên tuyến đường chính vào Kathmandu. Lực lượng cứu hộ ở Nepal trong hai ngày qua cũng đã tìm thấy hàng chục thi thể từ xe buýt và các phương tiện khác bị chôn vùi do sạt lở. Cảnh sát Nepal cho biết thêm 101 người bị thương trong trận lũ lụt và lở đất, trong khi 56 người vẫn đang mất tích nhà chức trách Nepal đã phải ban bố cảnh báo nguy cơ lũ quét ở nhiều con sông do mưa lớn kéo dài. Hơn 3.000 nhân viên an ninh đã được triển khai để hỗ trợ cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Dự kiến, con số thương vong sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Các nhà khoa học về khí hậu tại Trung tâm Phát triển Miền núi Quốc tế ICIMOD cho biết, thảm họa đang diễn ra chính là hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu ở Nepal. Tác động của những trận mưa trở nên trầm trọng hơn do hệ thống thoát nước kém, do đó chính phủ nepal và các nhà quy hoạch đô thị khẩn trương tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong đó cần chú ý đến hệ thống thoát nước và nước ngầm